Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, 17 tháng 6 năm 2020, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt lớn nhất tháng 6 này. Đó là sẽ giảm ngay 1 triệu đồng trên một sản phẩm. Và phần quà tặng vẫn là 5m dây loa Pro N của Ý, trị giá 650.000 nữa. Tổng phần quà tặng lên đến 1.650.000 khi quý vị và các bạn mua những một trong những sản phẩm mà Tiến Dũng sẽ giới thiệu ngay sau đây. Và xin lưu ý đến quý vị và các bạn, chương trình chỉ áp dụng cho những sản phẩm mà tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây. Những sản phẩm khác của cửa hàng không nằm trong chương trình khuyến mại này. Và chương trình được áp dụng từ ngày hôm nay 17 tháng 6 năm 2020 cho đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2020, chủ nhật tuần tới. Qua thời gian trên, các sản phẩm lại quay về mức giá như thông thường. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý cho. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy đặt hàng để sở hữu những sản phẩm mà mình yêu thích cộng với chương trình quà tặng ưu đãi đặc biệt chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Những sản phẩm được giảm giá ngày hôm nay đó là các dòng loa Sansui, các dòng loa Adivan. Nhân dịp Tiến Dũng xả kho giảm giá đặc biệt để anh em có cơ hội mua những sản phẩm có chất lượng tốt và mức giá đặc biệt ưu đãi. Trước mắt quý vị là hai cặp loa Sansui. Cặp ở bên trái đó là Sansui SP7500X và cặp ở bên phải đó là Sansui SP3500. Tất cả đều là hàng bãi của Nhật. Phong cách cổ điển, những dòng loa này được sản xuất vào những năm khoảng 1970-1975. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt từng cặp một. Đây là cặp loa Sansui model SP7500X. Tôi sẽ mở e-căng ra. Đây là dòng loa phong cách cổ điển của thương hiệu Sansui, danh tiếng đến từ Nhật. Mẫu loa này do công ty điện tử Sansui sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1975. Với mẫu loa này, hãng sử dụng một loa bát 40cm. Loa bát có đường kính rất lớn, màng giấy, gân xếp tẩm dầu. Một loa mic rất lớn, đó là loa mic 20cm, màng giấy, gân xếp tẩm dầu. Một loa chép kèn ở góc này và hai loa siêu chép ở phía trên này. Tổng cộng 5 loa trên một thân thùng. Đây là nút chỉnh crossover, chúng ta có thể thêm bớt tiếng Trung và tiếng Czech. Đây là lỗ thông hơi. Các tuyến loa tuyệt đẹp, zin nguyên bản. Tiến Dũng sẽ quay thật chậm để anh em có dịp ngắm nghía những sản phẩm tuyệt đẹp này. Đây là tổng thể ở phía bên hông. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ, rất đẹp. Và đây là tổng thể phía mặt sau. Sansui SP7500X. Dòng loa này có thông số kỹ thuật như sau. Một bát 406, một loa mic 20. Dòng này có trọng lượng 21 kg, 21,7 kg trên một thùng. Công suất của nó là 130W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên đến 98 dB. Loa có độ nhạy rất cao. Đây là chạm loa. Đây là tổng thể phía sau lưng. Mẫu loa này phù hợp cho các dòng nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm, tiếng sáng rõ, bass chắc. Cặp loa Sansui model 7500X. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly như Sansui 6L7 XDK, như Sansui 5000A, Sansui 5000X, vân vân. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly như Pioneer 838, 850. Cặp loa Sansui model SP7500X với tình trạng zin nguyên bản. Mức giá thông thường là 12 triệu 500. Và thông qua đợt hàng này, Tiến Dũng giảm ngay 1 triệu đồng, chỉ còn lại 11 triệu 500 ngàn.
cộng với phần quà tặng 5 mét dây loa Roen của Ý trị giá 650.000. Và tiếp theo thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là mẫu loa Sansui SP3500. Đây là mẫu loa rất nổi tiếng của thương hiệu Sansui, đặc trị các dòng nhạc vàng, tiếng ngọt ngào, sáng rõ, đặc trưng Sansui cổ điển. Dòng loa này sử dụng một loa bát 35cm màng giấy, gân vải tầm dầu, hai loa chung loại 11cm màng giấy tầm dầu, một loa chép kèn ở bên trong miếng tán âm này và hai loa siêu chép ở hai bên như anh em đang thấy. Phía dưới của mẫu loa này có hai lỗ thông hơi. Chúng ta sẽ ngắm nghía toàn bộ các tuyến loa của mẫu loa này. Sansui SP3500X được trang trí bên ngoài bằng thùng gỗ lạ, cái căng mắt cáo, phong cách cổ điển rất đẹp. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu vàng. Đây là tổng thể phía mặt sau. Đây là phần tem thông số. 4 quay 6 speaker, tức là loa 4 đường tiếng, 6 cái loa trên một thùng. Bass 35cm. Trong này có công suất 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy của nó là 96 dB. Đây là hai nút vi tinh chỉnh. Chúng ta có thể thêm bớt tiếng chung và tiếng chép. Dòng loa Sansui model SP3500. Quý vị có thể sử dụng chơi nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Anh em có thể sử dụng các dòng nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. SP3500X, quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly Sansui như 2000X, 5000X, 5000A, 2000A hay các dòng 5000 trơn, tiếng đều rất tốt. Âm thanh của dòng này độ chi tiết cao, tiếng sáng rõ, nhạc cụ rất đặc sắc. Cặp loa Sansui model SP3500 có mức giá thông thường 13.500.000. Và thông qua chương trình này thì Dũng giảm ngay 1 triệu đồng, chỉ còn lại 12.500.000 cùng phần quà 5 mét dây loa Roen của Ý trị giá 650.000 nữa. Và tiếp theo thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu loa Adevan đến từ Mỹ. Adevan, thương hiệu thiết bị âm thanh phong cách cổ điển cao cấp đến từ Mỹ. Chúng ta sẽ cùng mở các cái căng này ra. Đây là phần tem phía trước lưới. Tôi sẽ mở hết cái căng ra để quay thật chi tiết để anh em ngắm nghía về độ đẹp, độ zin của các sản phẩm này. Xin mời quý vị là hai cặp loa Adevan chép đỏ, hai cái tôi để theo hàng dọc, cái ở trên và cái ở dưới. Đó là Adevan model Adevan, dòng loa Adevan chép đỏ. Ở đây có hai cặp giống nhau và điểm khác biệt ở hai cặp này là một cặp mà bát màu bát huyết và cặp này là bát màu tím. Cơ bản hai cặp này giống nhau. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía các tuyến loa của hai cặp loa này. Các tuyến loa tuyệt đẹp, zin nguyên bản. Và chúng ta sẽ cùng ngắm nghía các thùng loa của hai cặp loa này. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ. Dòng này sử dụng hai loa, một loa bass 25cm và một loa chép đỏ. Điều đặc biệt ở Adevan hai mẫu này đó là các củ loa đều là nam châm vuông bánh trưng, đặc trưng Adevan nhà nòi Mỹ. Hôm nay có một công tắc ở phía đằng sau dùng để tăng giảm tiếng chép. Không là dây đen là mát, 8 ohm là dây đỏ là dương. Tất cả zin nguyên bản, đẹp xuất sắc.
Và đây là cặp loa bên đây. Hai cặp tuyệt đẹp không lỗi lầm. Với hai mẫu loa này, anh em có thể sử dụng để chơi các dòng nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly như âm ly Marang 1040, Marang 1070, Marang 1150 hoặc các dòng âm ly Sansui bình dân như Sansui 607X, 607XDK hoặc các dòng Pioneer bình dân như 7800 trơn, 7600, vân vân. Hai cặp loa tuyệt đẹp không lỗi lầm, bao zin nguyên bản, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng. Hai cặp loa Adeven có mức giá đồng giá 10 triệu 500 ngàn trên một cặp giá thông thường. Và thông qua đợt hàng này thì Dũng sẽ giảm ngay 1 triệu đồng khi anh em sở hữu các sản phẩm này. Tức là mức giá chỉ còn lại 9 triệu đồng cộng phần quà tặng hấp dẫn. Đó là 5m dây loa Roen của Ý. Đây là những sản phẩm tuyệt đẹp của cửa hàng Tiến Dũng đang nằm trong chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt. Tất cả các chế độ hậu mãi, bao zin, bao đúng xuất xứ, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng đều được áp dụng như mức giá thông thường. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng thông qua số điện thoại 0989 034 764 để nhận ngay ưu đãi đặc biệt giảm giá 1 triệu đồng trên một cặp loa cộng với phần quà tặng 5m dây loa Roen của Ý, Made in Italy. Hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu những sản phẩm mà mình yêu thích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.